nằm trong các hoạt động nhằm phát huy các giá trị đạo đức, văn hóa và nguồn lực của tôn giáo vào xây dựng đời sống văn hóa hiện nay. Mới đây, đoàn khảo sát của Ban Dân vận Trung ương do bà Nguyễn Thị Tố Nga, Phó Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Ban Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn cùng các thành viên đã đến khảo sát và tham quan các mô hình dân vận khéo tiêu biểu tại quận Thốt Nốt. Đoàn đã đến khảo sát, nghe báo cáo các mô hình dân vận khéo tiêu biểu được xây dựng tại Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, phường Tân Lộc, như mô hình xây dựng lò tiêu hủy rác, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, xe chuyển bệnh từ thiện miễn phí, xây dựng sửa chữa cầu đường giao thông, nắm gạo tình thương hỗ trợ gạo tiền cho hộ nghèo, hộ khó khăn ổn định cuộc sống, và mô hình đội thơ hồ xây dựng nhà miễn phí cho bà con khó khăn về nhà ở. Đoàn khảo sát của Ban Dân vận Trung ương đánh giá cao tính hiệu quả thiết thực từ những mô hình, đồng thời đề nghị Ban Dân vận thành phố và quận Thốt Nốt cần tiếp tục duy trì và nhân rộng tính hiệu quả của các mô hình trong thời gian tới, tạo sức lan tỏa trong nhân dân, gắn với kịp thời tuyên dương khen thưởng cho những cá nhân tập thể có cách làm hay sáng tạo trong thực hiện các mô hình.